Chào anh Hà, em có thể giúp gì cho anh? Doanh số tháng này thế nào? Thưa anh, doanh số bán hàng tháng này là 1 tỷ 8. Doanh số tháng trước thế nào? Thưa anh, doanh số bán hàng tháng trước là 20 tỷ. Hôm nay bán hàng thế nào? Thưa anh, hôm nay chưa bán được gì anh ạ? À? Tình hình tài chính thế nào? Thưa anh, doanh số bán hàng tháng này là 1 tỷ 8, chi phí 300 linh 1 triệu, lợi nhuận tạm tính 1 tỷ rưỡi, tiền hiện có 6 tỷ 6. Tình hình nhân sự thế nào? Thưa anh, hiện nay công ty có 50 nhân viên, trong đó có 45 nhân viên chính thức và 5 nhân viên thử việc. Tỷ lệ nam nữ thế nào? Thưa anh, hiện nay có 40 nhân viên nam chiếm 80% và 10 nhân viên nữ chiếm 20%. Thời tiết hôm nay thế nào? Thời tiết hôm nay Hà Nội có bão, nhiệt độ khoảng 28 độ giỏi quá nhỉ cảm ơn anh ạ à. em đã lấy chồng chưa dạ em người yêu còn chưa có lấy đâu ra chồng ạ à? em sắp có người yêu chưa em còn bé lắm anh ơi gọi nguyễn thế cường em sẽ thực hiện lệnh gọi điện cho anh nguyễn thế cường Giỏi thế. Dạ, anh quá khen ạ. À. Em vẫn còn phải cố gắng nhiều ạ. À. Ok, cảm ơn em nhé. Dạ, không có gì ạ. À. Bye bye em. Vâng, hẹn gặp lại anh.